Nhật ơi, cái quán làm ăn buôn bán kêu ly trà đá mà giống như bỏ nước vô đông đá mới làm mang ra thì sao vậy trời. Thứ bảy ơi, ly trà đá đâu thứ bảy ơi? Rồi rồi, đang làm đây nè, ra liền. Làm hoài. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không tàn. Trà đá mang về nè, vô quá người ta đầu tiên. Trời ơi bây giờ nè, mua cái ly cà phê còn đỡ, mua ly trà đá đem về mà còn ca vậy là muốn chết luôn rồi. Nghĩa là ngày nay không có bán buôn gì, cô đơn mình là không có khách phải không? Nhưng mà đừng nói nhiều, bây giờ tôi không phải là thầy bói mình, tôi dồn cái mặt mấy người, cái thái độ mấy người là bị bồ đá đúng không? Bồ đá mới cô đơn mới không thành chứ gì. Nè con nói thiệt nghe, tầm cầm tinh tuổi ngựa nha, không đá ta thôi ai đá được con. Wow, dữ vậy chứ sao mặt mày vậy nè. Mấy người mà đó, mấy người cô đơn hả, mấy người xạo lắm, mấy người đào hoa vậy lắm. Tôi thấy ngày nào mỗi ngày một cô mà nói cô đơn là sao? Không, trời, bởi vậy con nói cái chuyện tình trường đối với con thực sự con không quan trọng. Cuộc đời này con có thể sống độc thân tới già, con không cần một gia đình, không cần một người vợ. Chứ cần gì? Nhưng người bạn thì con cần, con quan trọng nhất là tình bạn. Hiểu rồi, hiểu rồi. Nghĩa là đang buồn, cô đơn là vì không có bạn bè đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, mình muốn có bạn thì mình phải chân thành với người ta mới chân thành với mình. Con nói tiếng bảy nghe, con là cái người gọi ra đường rất giỏi về quan hệ, rất giỏi về tiếp xúc. Tiếp xúc nhiều lắm, nhưng đó là những mối quan hệ rồi. Có như là bữa nay gặp bạn ơi, bắt tay cái uống đi cà phê rồi xong qua sao về không nhớ tên nhau. Không có gì là chi kỷ, không có thế nào mà có chuyện gì buồn cái gọi điện thoại alo tâm sự được. Có đó là những người mà người bạn đó không phải. Con cũng muốn có một người bạn là khi con buồn là bạn con bên cạnh con. Tâm sự những điều mà chỉ có đàn ông mới tâm sự được với nhau thôi. Đúng không? Rồi có những cái mình không thể nào tâm sự với người yêu mình được. Ê, thấy ưa nói chuyện với Lê Thằng Tư con bà Như. Thằng Tư con bà Như tính nó thiệt. Nó không ưa đó. Nó hơi ẻo lạ. Nó hơi ủy mị quá. Thằng Tâm Cà Lâm đâu? Thằng Tâm Cà Lâm nói chuyện nó mệt lắm. Đợi trả lời mệt lắm. Nó cứ cà rồi giật đầu hồi nó lên huyết áp luôn. Ê, nói chứ thằng Chính. Thằng Chính dễ thương nghe. Thằng Chính dễ thương. Chính hả? Chính hả? Chính. Ồ, Chính đó, tính đó, hay tính lắm, hay tính toán lắm. Vô tâm vô tình. Cô nói thêm bậy. Ê, Chính kìa, Chính. Trời ơi, Chính nè. Trời ơi, mày đi ngang quá. Vô đây. Ngồi đây. Gì vậy? Trời ơi, nói nghe nè. Dạ. Con chơi với bạn bè sao mà bạn bè phê bình con quá vậy? Tính toán gì đó hả? Sao vậy? Ủa phải không? Con phê bình nó phê bình con. Ê, ủa con phê bình gì vậy? Đó, nói nó tính toán, nó không có con gì. Con nói này, con nói với thím mà thím mách lẻo. Đâu có mách lẻo, tao thấy nó, tao hỏi nó có phải vậy không? Ê, ủa sao mà tự nhiên cái nói chuyện với thím bảy kỳ cục vậy? Ủa không đúng hả? Tao nói thằng Chính nó dễ thương, nó qua đây nó uống cà phê dễ thương nè, ai sai gì cũng làm. Nó dễ thương vậy mà mày chê bai nó làm sao? Con hỏi thím nè, thím không có thiệt, chỉ là quan hệ là kinh doanh giữa người mua và người bán thôi. Còn con với cậu Chính đây là chơi nhau nào giờ. Nhưng mà thật sự có những điều con không hài lòng. Bây giờ á, bạn bè đúng không, mà bây giờ á, con buồn con uống ly cà phê, gọi điện thoại ra hập bận này nọ, đâu có bên cạnh con đâu, đâu có hiểu được cho con đâu. Lúc nào cũng vậy, cảm giác con người mình lúc nào cũng là tôi là số 1, tôi là trung tâm vũ trụ, vô tình. Thôi bây giờ nghe nói nè, bây giờ cái chuyện gì cũng vậy á. Bây giờ con buồn bực nó cái gì thì con cứ về có thẳng ba mặt một lời này, nói cho nghe. Để rồi cùng nhau là thay đổi, hiểu cho hai đứa là bạn bè. Chứ tao thấy nó tốt lành mà. Con hỏi nè, con hỏi thứ bảy nè. Hỏi sao? Rồi. Hai người đi làm công tác từ thiện. Đây cũng đi trễ. Con cũng đi trễ có chút xíu thôi mà ra chửi con. Chút xíu là bao nhiêu? Mấy, bao nhiêu? Cho 2-3 phút cái gì? Không, 2-3 tiếng lận. 2-3 tiếng. Đi phát cơm từ thiện mà 2-3 tiếng đi trễ. Hai đứa đi trễ mà đứa bị phạt, còn đứa kia là sao? Không bị phạt, không chửi một tiếng nào hết, mà còn được tuyên dương nữa. Ngộ đời không? Ê, khác lạ nha. Có lấn cấn gì trong đây nè, tại sao vậy? Hai đứa cùng đồng đi làm từ thiện đúng không? Dạ. Đúng. Hai đứa đều đi trễ đúng không? Mà dạ. Con trễ ít, đây trễ nhiều. Mà thằng này được tuyên dương. Đúng. Dạ. Còn con bị phạt là bị sao? Bị phạt, bị chửi. Là tại sao vậy? Con phải con đi trễ, bữa đó con không lên luôn. Không lên luôn? Thấy không? Không lên khai luôn. Khai báo. Mà sao vậy? Tại sao kỳ vậy? Bảy à, cái chuyện gì mình cũng nghe thông tin, mình cũng nghe từ nhiều chiều. Mình đừng có nghe một hướng rồi mình vội vàng đánh giá kết luận. Thì anh hai nói đúng.
là anh hai có đi trễ, con cũng đi trễ, mà con đi trễ sao mà con còn không lên luôn nữa. Đó. Nhưng mà lý do tại sao con đã nhận lời người ta mà con không đi? Anh hai trễ 2 tiếng là tại vì anh hai ngủ quên. À. Còn con trễ 5 tiếng sau đó con thấy là trễ quá là con không lên luôn là tại vì ngày hôm đó con đang đi trên đường. Ừ. Thì con gặp một cái chị kia là chị đang chuyển dạ thì sắp sinh. Mà không có ai cấp cứu cho chị hết, thế là con đưa chị vô bệnh viện rồi con làm hồ sơ thủ tục của chị đó tới chiều luôn con mới vào được. Bao đồng. Ôi, bao đồng chưa? Trời ơi, con ơi, con nghĩ vậy là bậy, không phải bao đồng. Bây giờ người nào cũng thấy cái chuyện mà một bà bầu đi đẻ phải không? Dạ. Mà không có ai kế bên rồi bà bị trở dạ vậy mà không có xe cộ, mình phải giúp liền. Nhưng mà đưa vô bệnh viện lỡ người ta nhận nhầm đây là cha đứa bé thì sao? Thì cũng người ta hiểu là mình kệ người ta, nhưng mà trước tiên mình phải cứu người mẹ và đứa bé. Mình trời có ơi. Thể kêu người khác cứu được mà, tại sao mình... Ai cứu? Kêu ai cứu? Bộ chỗ đó đoạn đường vắng lắm hả? Vắng que. Trời ơi. Chắc, chắc không ai cứu đâu hả? Ai cứu? Ừ, như vậy là con làm chuyện đó rất là tốt rồi. Mà như vậy là hôm nay là anh giận em là chuyện này á anh hai? Không thì tại vì tôi cũng giận, tôi tưởng là ta... Nhưng mà khoan, để cho gì gì. Thế Bảy nói cho tụi con nghe như thế này nè. Bây giờ qua cái vụ này hiểu rồi. Đó là con hiểu lầm chính, hiểu chưa? Dạ. Nhưng mà gì nè, trong cái người, con người của mình không có ai mà hoàn hảo hết trơn hết trọi. Cũng phải sót được cái này, cũng phải có cái điểm kia, chứ không có ai toàn vẹn hết. Bây giờ riêng bản thân con có tự thấy con có hoàn hảo hay không? Con nói cho Bảy nghe coi, công tâm nghe, mình có cái lỗi lầm gì không? Trừ khi nào con đặt tên con là Nguyễn Văn Hoàn Hảo thì con mới hoàn hảo. Thấy chưa, con người đâu có ai hoàn hảo. Ê, mày thấy nó có hoàn hảo không Chính? Thì dĩ nhiên là không ai hoàn hảo, kể cả em cũng không hoàn hảo, anh cũng không hoàn hảo, ai cũng khuyết nhược điểm riêng của mình. Bạn bè chơi với nhau nhiều khi anh có gì giận hờn em anh nói rồi em sửa, rồi em có gì mà anh không đúng thì em góp ý cho anh, chứ gì đâu mà cũng góp ý mấy câu cái giận, góp ý mấy câu mới giận. Mà xác định là bạn thân nha mà tự nhiên giận ngang vậy gì, không, cái đó là cái tật của anh chứ không phải là cái tính anh. Ừ, cái tật cái kiểu như là giống như là giận mà không nói ra, cái tự ôm ấp trong lòng. Thôi bây giờ vậy nè, bây giờ nói ra hết rồi, không có giận hờn gì nữa, hiểu không? Ai cũng, bởi vì ta nói không có người nào hoàn hảo, không có ai mà tròn vẹn hết trơn. Bây giờ nè, con đã biết tánh con vậy thì con ráng thay đổi, nghe chưa? Bạn bè mình góp ý, mình không có giận tự ái nữa, mình phải thay đổi vậy. Hên quá, chính. Dạ. Giờ có bạn thân kế bên rồi, tiếp đãi giùm nghe. Bảy vô bảy nấu cơm, chứ nói chuyện với nó mà hồi khỏi có ăn cơm trưa luôn. Bảy, cái gì? Bảy. Ăn đi mà, ngồi đây nói chuyện đi mà. Không được. Không ăn mình cũng đâu có chết đói đâu mà, ngồi đi. Không được, có bạn thân rồi, tao tâm sự đi ha. Vậy hả? Thôi vậy, Bảy vô nấu cơm nha Bảy nha. Chút xíu cho tụi con ăn chung nha Bảy. Anh xin lỗi Chính nha. Anh giận cái là khi mà người ta chửi anh thì đáng lẽ em là bạn thân của anh thì em phải đứng ra em bảo vệ anh. Từng này em im luôn, em ở nhà em không giải thích gì hết. Đúng lúc cuộc ta chửi anh, ai cũng chửi anh hết. Anh ơi, bạn bè tốt với nhau là mình phải hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, thông cảm cho nhau. Anh không thông cảm cho em, anh còn kiếm cách để anh xôi mối, anh nói này nói kia. Ta không hiểu lầm là phải rồi. Phải, tại cũng tình ngay lý gian vậy, anh cũng thực sự ra bị la, bị ức trong người á, kiểu vậy đó. Rồi, giải tỏa chưa? Anh giải tỏa rồi, bây giờ anh nói chung anh cũng xin lỗi em. Thôi, coi như là mọi chuyện sáng tỏ rồi. Nay tâm sự với anh tới sáng đi. Anh có nhiều điều muốn nói với em. Mấy ngày chậm gặp em, nhớ em muốn chết luôn. Anh ơi, vợ con ở nhà đợi em, không có tới sáng với anh được. Không, kêu vợ con em thả em bữa với anh đi. Được không? À, Bảy ơi, à, ra tiếp khách thì con về Bảy ơi. Ủa gì vậy? Ủa? Em xin phép nói bữa sau mình gặp ha. Hay là em quý em lắm, nhưng mà bữa sau mình gặp. Tốt. Vậy ha. Anh không hơn được vợ em hả? Không, bạn, bữa sau mình gặp. Chào anh, em về nha, bye bye. Ủa sao cuối cùng cuộc đời tôi cũng nhiều người xa lánh tôi quá vậy ta? Bảy ơi, ra nói chuyện với con Bảy ơi! Nếu mà em không cho thám tử theo dõi anh á, thì làm sao em chụp được những tấm hình này? Làm sao em biết anh lén lút ở ngoài cặp bồ cặp bịch hả? Anh...